thấp cùng thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Thì rõ ràng bây giờ đó, để mình bị những cái cơn bão mặt trời, bị cái dòng El Nino, và hơn nữa đó thì cái tầng khí quyển của bầu trái đất này, nó tầng ozone nó đã bị thủng rồi. Cho nên đó, cái tia tử ngoại của mặt trời nó chiếu xuống cái trái đất này đó, càng ngày nó càng nóng lên. Đó bây giờ đó có chỗ là nó 40 mấy độ rồi, thấy không? Mà Canada thì lại là 50 độ nữa. Đó mình mới thấy được cái nhiệt năng hồi đó tới giờ, khi lớn lên đó mình đâu nghe mà tới dữ thần vậy. Nhưng mà bây giờ đó mình lại cảm nhận, khi 1-2 giờ mình chạy ra nắng nè, mình chạy mà nếu yếu yếu trong mình chạy không có nổi, nắng gắt da đi không được à. Thì như vậy đó, để thấy đó, khi mà những cái chiếc lá này, những cái chiếc lá vàng này mà nó được ủ từ lâu rồi, cộng thêm cái nhiệt năng nó cao quá, nó lại làm cái chất khô càng khô hơn nữa. Mà khi khô nhiều chừng nào thì cái độ dễ cháy của nó lại tàn. Để biết đó là một khi mà nắng hạn đã khô rồi đó, mà nó gặp lửa rồi đó, nó bốc cháy lên rồi cộng cái sức gió mạnh nó thì thôi, nó cháy lan ra chữa không có kịp. Đó, cho nên cái hiện tượng cháy núi thì không chỉ là núi vùng Thất Sơn mình đâu, mà để còn nhớ cái sự kiện mà trong năm 2024 này đó, ở bên đảo Hawaii mà nó cháy một cái là rụi cả một cái đảo đó, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Rồi nào là cháy rừng phía ở châu Âu, nào là ở Hy Lạp. Đó mình mới thấy đó là những cái hiện tượng mà nó rất là khốc liệt, gọi là gì, là thiên tai đem đến cho nhân loại. Rồi hôm nay đó thì lại cháy núi Cô Tô, đó là một cái hiện tượng mà theo anh nghĩ đó thì nó cũng giống như bao cái hiện tượng khác, nhưng cái điểm nóng của nó là ở đâu Tâm? Là ở vùng Thất Sơn Linh Địa. Đó, nơi đó đó Đức Thầy đã từng tiên báo cho chúng ta biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao bá quý. Hơn nữa núi Tô lại là được gọi cái núi Phụng Hoàng Sơn. À, nó nằm ở trong bảy núi á, cho nên do đó mà có một cái sự bất cẩn nào đó, nó Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa hai đệ, kính thưa cùng toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo xa gần được xem qua trên kênh của Phan Văn Tâm cũng như là Hà Văn Vàng, thì trước tiên thì xin cũng gửi đến tất cả chư quý đồng đạo luôn lúc nào thân tâm cũng thường lạc, đạo quả tinh tấn, thì chúng ta luôn được sống trong từ quan của Phật pháp. Thì thưa quý vị, qua cái câu hỏi của đệ Tâm cũng là một cái vấn đề rất nóng đối với lại địa bàn tỉnh An Giang, và nóng hơn nữa là trong làng đạo, thì tất cả những cái kênh YouTube cũng như là trên mạng truyền thông cũng đã cập nhật về vấn đề này rất là nhiều. Thì thưa chư quý đồng đạo, hiện tượng mà núi cháy, hay hoặc là núi bị bão lụt, hay hoặc là có những cái hiện tượng mà sụp đất, hay hoặc là những cái sự việc hiện tượng khác nó xảy ra, thì quý vị đều biết đó đều là những cái mà thiên tai nó đem đến cho con người. Thì cái nguyên nhân nó là do đâu? Là do cái lúc này á quý vị, chúng ta đã bị ảnh hưởng về cái cơn El Nino, và bên kia của nửa dòng trái đất thì lại đối lưu là dòng La Nina. Cho nên quý vị mà chúng ta xem để chúng ta hiểu rõ về khoa học đó quý vị, thì chúng ta mới nghiên cứu được Phật học một cách nó rất là rành rẽ, cũng giống như lời Đức Thầy của chúng ta đã dạy. Cho nên có những anh em thì người ta cứ nghĩ rằng những cái hiện tượng đó một khi mà đã thấy như vậy rồi, nhất là cái trung tâm của cái vùng Thất Sơn Hùng Vĩ, mà nơi đó còn nói gọi cho nó đúng được cái nghĩa đó là Thất Sơn Linh Địa hay là miền đất Phật, thưa quý đồng đạo. Tại vì sao? Tại vì theo kinh giảng của nhà Phật thì nơi Thất Sơn Hùng Vĩ đó là nơi mà các vị tiền hiền đã ẩn thân để cố gắng tu tập, và nơi đó cũng đã ung nút nên những bậc tiền hiền mà sau này đó lại là ra cứu dân độ thế rất là nhiều, nhất là trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, dài xuống Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Giải, và cuối cùng lại là Đức Quỳnh Giáo Chủ, là Đức Thầy trong Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Cho nên qua đây đó thì đó chính là một cái điểm nóng nhất mà nó được mọi người nhắc đến những cái câu sấm giảng và những lời tiên tri của các bậc tiền hiền để nói lên được những cái chu kỳ mà con người ta phải vướng phải sau này, thưa quý đồng đạo.
Thí dụ như bây giờ đó thì có những anh em đồng đạo lại gặp cái hiện tượng đó rồi đó, thì người ta lại nhớ được những câu sấm giảng của Đức Thầy đã viết trong cái bài Thiên Lý Ca: Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước keo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dẫy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bát, khắp tràn hại dân. Thì người ta dựa vào cái đoạn đó và bắt đầu người ta khuếch trương lên mọi cái sự vật, mọi cái hiện tượng. Có thể là nhỏ một chút xíu nhưng mà nó sẽ trở thành là một cái đám cháy rất là to, mà có thể là từ ở An Giang này mà nó lan đi các nước hết. Thì mình mới thấy đó là những cái mà mình cần trao đổi hôm nay để mình tìm hiểu coi cái nguyên nhân vì sao và những cái hiện tượng này này nó có từng xảy ra không. Thì thưa quý đồng đạo, theo như bây giờ đó chúng ta cập nhật cái thông tin trên mạng, nhất là về thời sự đó, thì chúng ta mới thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta mà ở cái vùng Nam Bộ này thì chịu tác động của cái dòng El Nino rất là lớn. Đó. Thì El Nino và La Nina là một cái hiện tượng đối lưu, hễ bên đây mà nắng nóng thì bên kia lại làm sao bị mưa lũ. Mà nó lại là nó là hoạt động vùng lân cận của cái vùng xích đạo á, là năm nào hình như nó cũng có hết. Cho nên cái sự mà người ta cảnh báo cái nhiệt độ mà sau những cái cơn hạn hán kéo dài, và nhất là từ cái Tết tới bây giờ đó, chúng ta trông cho có những cái cơn mưa để cái nhiệt độ nó hạ thấp đi, mà bà con cô bác anh chị em chúng ta sẽ sống được rất là dễ thở và thoải mái hơn. Chứ còn bây giờ đó, để tâm biết mà anh cầm xe mà từ đây anh chạy lên tới Châu Đốc thôi là cảm thấy con người nó mệt mỏi, mà cái nhiệt năng nó rất là nóng, nó nóng cũng giống như là mình cháy da vậy, rát da mình, còn cái lưng thì không có khoác cái áo khoác là chịu cũng không nổi Dạ đúng rồi. đó. Cho nên đó là trên đài người ta cái cảnh báo là cái nhiệt độ hạn hán, cái sự mà nó nhiệt năng nó cao nó sẽ dễ gây cháy rừng lên tới cấp 5 lận. Mà từ cái vùng Thanh Hóa trải dài vào tới miền Nam của mình thì cái vùng Thất Sơn của mình lại là cái vùng rất là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Hồi đó thì cái vùng Thất Sơn á, thì ít có đồng bào đến đó để rồi canh tác rẫy nương, hay hoặc là người ta đi làm vườn ở trên đó. Nhưng mà sau này á, thì những cái người mà người ta thấy được cái tiềm năng du lịch về tâm linh, hai nữa đó thì người ta lại thấy nơi đó dễ làm ăn hơn, là nào là trồng rẫy, nào là làm vườn. Cho nên khi mà hạn hán mà nắng như thế này nè, một cái sơ suất nhỏ của chúng ta xảy ra đó thì chúng ta cũng dễ làm cháy rừng. Mà cháy rừng lúc này đó là cạn kiệt nước, thì những cái vấn đề mà đang nóng bây giờ đó thì để thấy là bây giờ anh em đi cấp nước cho bà con cô bác ở những cái tỉnh như là Gò Công Tiền Giang nè đó, rồi Long An nè, Bến Tre nè, rồi Cà Mau nè đó, thì mình mới thấy được ở dưới cái đồng bằng mà chúng ta còn thiếu nước như thế, thì ở trên núi làm sao có đủ đầy được cái lượng nước, mà trong khi đó đó con người không có chu cấp cho cái vấn đề về sinh hoạt thì có đâu mà phải có một lượng nước để chữa cháy kịp thời. Cho nên hễ mà nó bốc cháy rồi đó để rất là to, mà chúng ta chỉ có cái nhân lực, mà hơn nữa địa hình núi thì nó rất là phức tạp, mới để thấy rồi đó, nó đâu phải như đồng bằng mà chúng ta có thể là kéo ngang một cái chiếc xe máy cày chạy, đặt cái dàn cày chạy ngang thì chúng ta có thể làm cái ranh để tách rời cái đám cháy đó, hay hoặc là cô lập cái đám cháy đó, cháy chỗ nào thì cháy một chỗ thôi. Cho nên nó chữa cháy trên núi là một cái vấn đề nó rất là khó khăn đó, mà lại là không có nước nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì khi mà bà con cô bác á, mà nghe hay tin mà núi cháy trong một cái khoảng đêm kinh hoàng đó, lại cộng thêm những cái tiếng nổ rất là lớn, thì để biết á, là trên cái vùng Thất Sơn Linh Địa của mình á, ôi tức giục, đội bom mà lớn. Trong cái thời kỳ chiến tranh trải qua đó là Tâm và Vàng biết đó, là trên đó đó những cái đầu đạn mà khi xưa đó người ta bỏ trên đó đó, của cái thời mà giặc Mỹ chống Mỹ đó, thì bom nó dội ở trên cái đồi tức giục đó, để ơi nó nhiều lắm. Mà đến bây giờ đó cái chất độc của B-52 nó dội đó, mà cây cỏ hoa lá lên còn không nổi đó, thì đó cũng là những cái nguyên hai, hoặc là người ta đốt rẫy đó, hay ba là người ta sơ suất điều gì đó. Thì để biết đó là một khi mà nắng hạn đã khô rồi đó, mà nó gặp lửa rồi đó, nó bốc cháy lên rồi cộng cái sức gió mạnh đó thì thôi nó cháy lan ra chữa không có kịp
Đó, cho nên cái hiện tượng cháy núi thì không chỉ là núi vùng Thất Sơn mình đâu, mà để còn nhớ cái sự kiện mà trong năm 2024 này đó, ở bên đảo Hawaii mà nó cháy một cái là rụi cả một cái đảo đó chứ đâu phải chuyện đơn giản. Rồi nào là cháy rừng phía ở châu Âu, nào là ở Hy Lạp. Đó mình mới thấy đó là những cái hiện tượng mà nó rất là khốc liệt, gọi là gì, là thiên tai đem đến cho nhân loại. Rồi hôm nay đó thì lại cháy núi Cô Tô, đó là một cái hiện tượng mà theo anh nghĩ đó thì nó cũng giống như bao cái hiện tượng khác, nhưng cái điểm nóng của nó là ở đâu Tâm? Là ở vùng Thất Sơn Linh Địa. Đó, nơi đó đó Đức Thầy đã từng tuyên báo cho chúng ta biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bảy núi mà sao mới quý. Hơn nữa núi Tô lại là được gọi cái núi Phụng Hoàng Sơn. Đó, nó nằm ở trong bảy núi á, cho nên do đó mà có một cái sự bất cẩn nào đó nó tạo nên một cái hiện tượng, nó tạo nên một cái quả, một cơn hỏa hoạn đó. Đó thì bây giờ làm cho anh em của chúng ta lại có được những cái mà băn khoăn. Thì chính cái băn khoăn này mà mấy em hỏi anh đó, thì cái nguyên nhân mà gây ra hạn hán, rồi từ cái hạn hán đó nó tạo nên những cái cơn cháy này do đâu? Do ông trời ông giáng xuống hay sao? Hay hoặc là do đâu? Thì do cái con người, do cái môi trường nó biến đổi đó đệ. Con người bây giờ đó thì nói chung là Đức Thầy thường cho chúng ta biết là cái cuộc sống nó thay đổi như thế này, hạ nguyên lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Tức là hạ nguyên này này, con người sống trong cái sự đổi dời, lòng dạ của chúng ta nó không còn như là ngày xưa. Người xưa ti ít chữ nôm na chứ chân chất người ta nghe thẳng, cái tánh của người ta rất là thanh liêm chánh trực. Còn bây giờ đó thì mình thôi, chúng sanh ngang ngược làm liều mà Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Đó, cho nên nó con người sống trong cái cõi đời mạt pháp này thì em biết đó, nếu mà mình hiểu sâu xa hơn nữa đó, để mình biết được tại sao mà có cái thời kỳ mà các ngài báo rằng cho chúng ta biết đó, càng về sau nhiều chừng nào thì con người sẽ dấn thân vào cái khổ cực nhiều chừng nấy, mà Đức Thầy cũng đã tiên liệu đó là cái cơ tận diệt. Tại sao vậy? Thì trong chuyện bên thầy á, thì quý vị biết là sau khi mà Đức Thầy ra đời khai minh chánh pháp, có hai ông khách là đại diện cho cái người mà trí thức đến hỏi Đức Thầy và thưa ông Tư, thấy rằng cái cuộc đệ nhị thế chiến đó, nó xảy ra là năm 1939 đến năm 1945 đó, rồi nó kết thúc trận đệ nhị. Vậy thì ông Tư có thể cho chúng con biết được sau này sẽ có trận đệ tam thế chiến hay không? Thì lúc đó Đức Thầy mới trả lời với ông một cách rất là từ tốn và nghiêm trang nha quý vị. À, nói là đúng hơn là nghiêm trang đó. Đức Thầy mới nói là đệ tam thế chiến nó sẽ xảy ra, nhưng mà ông hỏi vào ngày nào tháng nào đó thì nó còn tùy thuộc vào cái sự mà hiền lành của chúng sanh. Nếu tạo ra được cái nhân tốt á, thì nó sẽ kéo dài. Còn nếu mà mình làm cái gì đó gian ác xấu duyên đó thì nó sẽ đến rất là mau. Và tôi nói cho mấy ông biết đó, khi mà khởi điểm cho chiến tranh thế giới thứ ba đó là tại Trung Đông, và sau khi mà ở Trung Đông nó đã hết rồi đó, nó dơ dần thì nó sẽ tới Biển Đông là châu Á đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, bá tánh say sưa mùi phú quý, sau này sẽ dính cảnh đồ lao. Vậy thì theo lời Đức Thầy dạy đó thì mình mới thấy được tại sao nó sẽ có cái thế chiến đó. Thì Đức Thầy cũng đã cho chúng ta biết nhiều trong cái giai thoại đạo đức mà Ngài đã nói trước để dạy cho tín đồ rồi. Đó là do đâu? Là do cái con người nè. Ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Em thấy cái chỗ bây giờ, thí dụ như bây giờ anh nói điểm nóng là Thất Sơn đi. Phải không? Miền miền nơi nơi đó là miền bảy núi mà sao báo quý. À, hay hoặc là trên bảy núi còn nhiều báo lạ. Ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Hồi đó thường thường ấy, em biết là những cái người mà người ta nương vào cảnh tịnh cho lòng mình thanh tịnh đó, thì những cái con người mà hướng về tâm linh á, theo dấu chân thầy để người ta tìm cái chánh pháp để tu tập đó, mà người ta quên đi bao nhiêu cái phiền muộn ở thế gian này thì người ta mới có đăng sơn đi núi, phải không Tâm? Còn bây giờ thì mình lên núi mình thấy không, có nào là chịch chút các anh em nói thôi bây giờ mình đi kiếm chỗ bình an, hỏi đi tìm bình an ở chỗ nào thì lên núi đó. Rồi có khi người ta lên đó thì có người ta làm rẫy ruộng người ta cũng lên núi đó. Rồi cái núi bây giờ đó thì đâu có còn như cái cảnh mà thanh tịnh ngày xưa nữa. Lên đó thì karaoke, lên đó thì chợ búa, lên đó thì nhà trọ cất rồi đó, thì có đôi khi đó
bên bảo vệ môi trường đó mà người ta thống kê lại đó thì cái mức ô nhiễm của núi rừng nó cũng 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 đã báo động rồi đó. Và nhất là cái lúc mà anh rảnh rỗi đó, anh thấy được những cái chỗ mà sao mình đi du sơn hết điện này qua điện nọ mà mình thấy thì bây giờ nó rác thải nó rất là nhiều luôn. Có đôi khi hồi đó người ta lên rồi người ta xuống, còn bây giờ thì nhà cửa người ta bám trụ ở trên đó rồi đó, thì để biết mà có con người sinh hoạt ở nơi đó thì rác thải mình đem đâu đó, hàng ngày mình xử lý về cái rác thải đó nó không có đúng cách. Cái ý thức vệ sinh của cái người Việt Nam mình nói chung là nó cũng còn cái hạn định lắm so với những các nước tiên tiến bây giờ đó. Mình thấy Tâm ơi, khi mà lên đó, liên hệ với lại ban quản lý khu du lịch rồi đó thì tụi anh mới tổ chức những cái anh em mà lên đó đi lượm rác á, thì để biết là bây giờ đó là từ cái điện Rao Tần đi qua vồ Đầu, vồ Bà đi vòng 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 xuống lượm một hồi đó, rẻ ơi đốt không nổi luôn á. Nó vậy đó, nó quá nhiều, là những cái chai nhựa nè, những cái hộp cơm nhựa nè, những cái bịch ni lông nè đó, chưa nói gì tới cái mình lên đó rồi mình tiểu tiện ở cái trên cái miền đất thiêng liêng vậy đó. Mà Đức Thầy nói lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nhưng mà bây giờ đó thì lại là nó nhiễm ô rất là nhiều. Hai nữa đó thì cái thiên nhiên hồi trước tới giờ đó Tâm nó lại biến đổi, người ta lên cất nào. Thí dụ như bây giờ mình lên vào chư thần thì đâu phải là như ngày trước nữa đâu. Cái cảnh thiên nhiên nó không còn, mà thay vào đó là do nhân tạo. Nó hết cất hết miếu rồi, người ta xây tượng, người ta làm đủ thứ hết trơn. Mình lên cái mình chưng hửng, rồi nào là nhà trọ, bây giờ là cất hai ba dãy ở nơi đó. Mà hồi đó em biết trong cái lịch sử Phật gia mà để lại đó thì vô chư thần là một cái nơi linh thiêng. Mà trong cái chiến tranh đó, mà những cái chiếc máy bay mà họ bay qua họ chụp ảnh cái vô chư thần đó, đến khi về họ rửa ra mà họ còn không thấy gì, mà cái màu nhiệm nó màu nhiệm dữ lắm đó. Rồi có những cái giai thoại mà kể lại là họ hồi mà cái lúc mà chiến tranh đó thì chỉ những cái người mà lên đó mà họ ngủ ở trên đó đó hang, mà nếu mà không được cái chư thần mà cho phép rồi là sáng là thấy ở dưới núi đó, đó mình mới thấy được. Đọc trong cái cuốn Thất Sơn Màu Nhiệm và đọc lại những cái giai thoại rất là ly kỳ dùng thất sơn thì mình mới thấy đó là những cái hiện tượng, phải không, những hiện tượng rất là thiêng liêng. Nhưng mà bây giờ khi mà con người từ hồi lúc mà lên đó đông quá rồi rác thải lên đó làm ô uế cái miền đất thiêng như vậy đó thì mình cũng thấy xót lòng. Và chính cái lý do đó đó mà con người lại gây ra những cái thảm họa. Cho nên bây giờ cũng vậy, thế chiến thứ ba là do đâu? Thì Đức Thầy nói Tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lang tâm biến quả dân, tà quái hạ nguyên khai ác chiến, ất niên bình thự kiến quân thần. Thì ông Hương Hào Phỉ ông hỏi Đức Thầy vậy chứ, thầy ơi Tam thiên lục bá giáng lâm trần vậy thì Tam thiên lục bá là 3.600 mối đạo đó, ở đâu mà nó lại đến đây? Thì thầy mới nói cho ông biết đó là nó ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, nó là một trong sáu cõi trời của cái tầng thứ nhất, đó là cõi sắc giới. Nó gồm có tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đấu sức thiên, quá lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Thì đó còn gọi, nói đúng hơn đó là thiên ma ba tầng. Cho nên ở trong quyển tư ở Tâm Đức Thầy cũng đã có nói rồi, chúng sanh thể như gà thất thế phải nằm chờ tới nước bắt ra, thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta phải ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng, sao quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. À, thì mình mới thấy rõ ràng, thì ra bây giờ đó thì thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, mà quỷ ma là do đâu? Là do cái lòng tham ác của con người nó nhiều quá, phải không? Chiến tranh sâu xé đó, rồi nó chế tạo ra những cái loại mà tên lửa, rồi chế tạo ra những cái loại mà vũ khí nó làm cho con người phải chết đi hàng loạt như vậy đó. Thì đó chính là gì? Là địa tiên không đó. Mà thầy nói địa tiên tài phép đa đoan, phi bao đao bủ kiếm mà mê mang bắt trận đó. Hay hoặc là chúng làm nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc lú mà mê hồn chúng sanh. Cho nên bây giờ đó em thấy đó, những cái người mà người ta tu theo cái chánh pháp của Đức Phật đó đếm trên đầu ngón tay đó, chứ còn chịch ngang là mình thấy nó làm là những cái chuyện nó quái kỳ, nó làm cho dị biệt, nó khác đi với cái chân lý của nhà Phật rất nhiều. Thì Đức Thầy đã chỉ cho ông Hương Hào Phỉ biết đó là Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần đó. Rồi sau này đó thì Đức Thầy nói trong cái bài Thiên Lý Ca mới là ngài cho biết là hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra ha. Thì dân chúng danh bia hậu khế Phật Phật thánh tiên kiềm chế lập thành. Hay hay hoặc là Đức Thầy nói là
lập cho rồi tam thập lục nhân. Đó thì bây giờ đó tam thập lục nhân thì ông Hương Hào Phỉ ông cũng hỏi thầy vị chức ý nghĩa là sao, lúc đó là phải có 36 vị đạo nhân ra để rồi chân dân trị nước không thầy, đó để tái lập lại cái cuộc đời mà nó hỗn loạn trên cái thế giới này đó, mà con người đó gây ra nào là chiến tranh, nào là hạn hán, nào là nước lửa, nào là những cơn bão lũ đó, thì đức thầy mới nói đó là tam thiên lục bá giáng lâm trần, đó là thiên ma nó xuống. Còn thập lục nhân đó, ông biết thập lục nhân này đó là những cái nét mà trong cái chữ đó viết ra 11 nét, đó gọi là nhân hoàng. Mà nhân hoàng là ai? Nhân hoàng là ông vị vua chuyển lưng thánh dương, ông xuống đây rồi đó, thì lúc đó ông xuất thế mới ăn ngôi trời. Đó, đó là cái thời kỳ mà chuyển qua một cái nguyên thánh đức mà đức thầy cũng đã tiên liệu trước cho chúng ta biết đó. Ngài có cái bổn phận xuống đây là chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứ vị xứ ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên nói tới đây đó thì mình thấy nó có cái gì đó là nó hơi linh nghiệm một chút xíu, nhưng mà thực chất đó sống giữa cái thời buổi khoa học mà nó rất là tiên tiến này, mà mình để tâm mà mình suy nghĩ rồi đó thì mình lại học vào trong giáo lý của nhà Phật đó, thì mình mới thấy được à, thì ra đó Phật học đã nói những cái điều mà tiên liệu trước rồi, sau này khoa học sẽ chứng minh cho chúng ta thấy được. Đó là một cái điều mà nó sẽ xác thực vô cùng. Cho nên do đó đó là để biết đó, những cái mà thiên tai hạn hán này nó từ đâu có thì nó đều do cái con người của mình. Do mình đó là tham lam về cái mức sống quá, do cái tánh tình của con người thay đổi từ một cái người thanh liêm chánh trực trở thành là những cái người mà tham lam ích kỷ nhỏ nhen. Đó, cho nên Đức Thầy mới nói là thiên tào đà xét định khắp chúng sanh trong cái thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đà trị tội xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Để thấy đi, bây giờ trên thế giới người ta chế ra cái gì? Phải người ta chế ra cái gì đó mà nó có ích lợi cho chúng sanh đó thì mình không nói. Còn cái này nó ta chế ra nào là cái đầu đạn hạt nhân. Chết nó phải lại chết làm sao mà nó gấp ngàn lần như vậy đó, chứ không có phải mà gấp một hai lần. Đó, rồi phải làm sao bắn cho nó xa hơn. Đó, rồi làm sao cái sức công phá của nó là phải cái bán kính mà nó gây ra cái sự độc hại, cũng giống như là bơm heli mà tác hại của nguyên tử, nó làm cho cái không khí ở nơi đó không còn nữa đó. Thì cái đó là người ta nghĩ đó là đạt đến cái mức đỉnh điểm mà cao nhất của nhân loại. Nhưng mà không ngờ Đức Thầy nói gì khôn quá thế nên tồn dại ngu. Phải không? Theo cái chiều nhân quả mà những cái người mà ra tay sát độc mà làm cho con người phải gây nên những cảnh tan tóc đau thương như vậy đó, thì những người đó khi thọ nhận về nhân quả thì họ phải chịu cái gì? Phải không? Rồi bây giờ đó thì chúng sanh đó, ngang ngược làm liều. Phải không? Ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội gia trai, nào trùm đỉ ma kê ma cô ngày hút máu. Đó, hay hoặc là Đức Thầy còn nhận định cho chúng ta biết nữa, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa mà học thói mới lăn lòn theo sở dục. Thì thưa quý đồng đạo, lúc này là mình mới thấy được con người chính là cái tác nhân chính. Phải không? Khai thác rừng đó để gì? Nhằm cái lợi nhuận đem về cho mình. Đó, rồi mình nó là phá hoại đi cái môi trường thiên nhiên thì tạo nên những cái gì? Những cái cơn bão lũ mà không có gì để giữ được cái dòng nước, không có gì đó mà cản trở được cái dòng chảy. Thì con người sao? Ở dưới này đó chúng ta phải bị hệ lụy là do cái sức nước đó cuốn đi quá mạnh, mà không có cái gì có thể chống chọi nổi. Phải không? Nó làm cho biến đổi môi trường. Rồi bây giờ cái hiện tượng nhà kính, hiện tượng nhà kính mình nói đi, từ cái cách nè, mình bây giờ đó mình sống mà mình không ý thức được vệ sinh. Nó nào là thuốc thực vật, nào là vỏ chai thực vật cho những cái nhà nông, hay hoặc là phân bón mình quá nhiều, hay lạm dụng về thuốc trừ sâu đó đệ, thì nó cũng đã tạo ra cái hiện tượng nhà kính. Đó làm cho cái nhiệt năng của cái bầu trái đất này nó lại tăng lên hàng năm. Bây giờ đó để biết là anh mới coi hồi tối này cái clip mà đài VTV24 đó, họ cũng lên là băng Nam Cực nó bắt đầu tan. Mà băng Nam Cực nó tan á thì làm sao? Cái hiện tượng thủy triều dâng đó là cái chuyện quá bình thường phải không?
Mà năm nay giữa Tết vậy cái tự nhiên ở Tiền Giang đó lại nước triều cường nó lên, nó làm cho bà con cô bác mà đi qua cái khúc đường đó đó là phải nước ngập tới gần máy xe đó chứ phải chơi sao. Đó mình mới thấy cái đó là hiện tượng lạ hả không? Nhưng mà đó là cái hiện tượng mà thủy triều nó đã xảy ra rất là tự nhiên, nó rất là tự nhiên. Ngoài cái băng tan đó thủy triều dân, triều cường dân thì để biết đó nó còn hệ lụy gì không Tâm? Nó còn kéo theo là cái khí mê tan và những cái mà vi sinh vật á, những cái con vi trùng mà nó sống với nhiệt độ lạnh bây giờ đó thì băng tan ra đó bắt đầu nó bộc phát. Đó, đó là cái hiện tượng mà mình thấy đó, là nổi cái băng tan không là nó có những cái hệ lụy phía sau nữa đó. Rồi bây giờ cái nhiệt năng mà nó nóng quá là do đâu? Thì Tâm biết là bữa hôm mình có trao đổi tại sao mà đồng bằng sông Cửu Long mình bây giờ nó đang phải chờ đợi những cái cơn nước mát của một cái dòng sông mà hồi đó tới giờ mang bao nhiêu triệu tấn phù sa để nuôi dưỡng. Mà bây giờ lại không còn nữa thì dòng sông Mekong bắt đầu đã trở thành là dòng sông chết. Sao quên? Sao kỳ vậy? Lý do mới đề cập nhật cũng nhiều rồi phải không? Thì cái dòng sông Mekong đó mình mới thấy là nó chiều dài nó 4.800 m. Nó chảy từ cao nguyên Tây Tạng, nó bắt từ cái tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc chảy qua sông Giang Nam. Sông Giang Nam nó mới chảy qua 6 nước. Đó là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia rồi mới nó vào nước mình. Nó mới thoát ra Biển Đông. Nhưng mà bây giờ đó nội Trung Quốc không là em thấy nó đắp 11 cái đập thủy điện ở trên đó rồi nó giữ lại cái lưu lượng nước đó thì ở dưới này hạ lưu là tất cả các nước đều bị ảnh hưởng. Chảy qua tới Lào thì Lào đắp thêm mấy cái đập thủy điện nữa, chảy qua Thái Lan lại đào một cái con kinh đào để chi? Để nó giảm thiểu những cái mà chi phí cho cái những cái người thương buôn hay hoặc là cho về cái điều kiện kinh tế ở Thái Lan nó phát triển. Từ Thái Lan đó bây giờ lại có một cái con kênh đào mà mình đã thấy rằng nó chia đi cái lưu lượng nước của dòng sông Cửu Long, nó làm thay đổi cái môi trường cuộc sống của nhân loại. Cho nên cái con kênh Phù Nam này đó để ơi, nó mà xẻ ra tới cái Biển Đông rồi đó thì lúc đó cái chiều dài chỉ có 180 km mà cái chiều rộng của nó là đầu nguồn là 100 mà cuối nguồn là 80 mà cái độ cao của nó là 5 m, có thể là trọng tải 3.000 tấn dẫn đi được. Thầy nói rõ lắm, Đức Thầy nói rõ lắm, sau này đó có thân hãy liệu lấy thân để đến việc ăn năn chẳng kịp là như vậy đó. Hay hoặc là để sau đối đầu chẳng đặng toàn thay lại vậy đó. Mình đối đầu với nào là thu giữ, nào là giặc giả, nào là chiến tranh binh biến. Mà Đức Thầy nói phiên binh bốn khí tư duy kể sao cho hết chuyện đi. Sau này lớp thì ác thú giải đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày không thôi. Kẻ hung chừng ấy làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Thì thưa quý vị, cái nguyên nhân tại sao mà nó bị hạn hán rồi, tại sao mà nó có cảnh cháy rừng này, thì anh nói là không ngoài cái lý do là một là do mình làm biến đổi cái môi trường, cũng chính con người là cái tác nhân chính nữa đây. Cũng vì đó là do cái nhu cầu vật chất ở cái cõi đời mạt pháp này đó, cho nên bây giờ đó vật chất quá hưng thịnh mà con người ta mưu cầu về cái cuộc sống sung sướng nó quá nhiều đi, cho nên do đó đó để thấy đó, hễ mà mình đã sống sung sướng một chút ha, xài điện năng nhiều một chút thì nó cũng ảnh hưởng tới môi trường. Mình không có giữ vệ sinh đó mà mình làm cho cái môi trường này đó nó biến đổi, nào là thuốc trừ sâu, nào là phân bón, rồi nào là những cái mà chất hóa học của chiến tranh á, nào là tên lửa hành trình, nào là đầu đạn hạt nhân, mà mỗi một cái đầu đạn để biết đó là mình khi mà mình đọc đó ha, mình mới thấy được nó mang theo 190 triệu cái tấn thuốc nổ như vậy đó. Mỗi một cái nó nổ lên đó thì người ta nói với cái hạm đội mà cái tàu ngầm mà những cái người mà sát thủ Biển Đông đó ha, thì nó nổ một cái là nguyên cái vùng biển đó nó sụp sôi hết trơn. Sau này anh mới biết được cái chỗ mà Đức Thầy nói mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim lưu bay cá lại trên mồi, ngọn thủy triều nấu nước sụp sôi, bầu trái đất một phen lên chuyển. Hay hoặc là ông ba ông nói lửa đâu nước đâu gặp lúc gò cao, lửa đâu dội cháy lao sao khắp cùng, thứ lửa nó bay trên cao đến đâu cháy đó, chỗ nào cũng tiêu. Thì rõ ràng bây giờ đó để mình bị những cái cơn bão mặt trời, bị cái dòng El Nino, và hơn nữa đó thì cái tầng khí quyển của bầu trái đất này, nó tầng ozone nó đã bị thủng rồi. Cho nên cái tia tử ngoại của mặt trời nó chiếu xuống cái trái đất này đó càng ngày nó càng nóng lên.
Đó bây giờ đó có chỗ là nó 40 mấy độ rồi thấy không? Mà Canada thì lại là 50 độ nữa. Đó mình mới thấy được cái nhiệt năng hồi đó tới giờ khi lớn lên đó mình đâu nghe mình tới dữ thần vậy. Nhưng mà bây giờ đó mình lại cảm nhận khi 1-2 giờ mình chạy ra nắng nè, mình chạy mà nếu yếu yếu trong mình chạy không có nổi, Nắng gắt da luôn. đi không được. Thì như vậy đó để thấy đó khi mà những cái chiếc lá này, những cái chiếc lá vàng này mà nó được ủ từ lâu rồi cộng thêm cái nhiệt năng nó cao quá nó lại làm cái chất khô càng khô hơn nữa. Mà khi khô nhiều chừng nào thì cái độ dễ cháy của nó lại càng tăng cao chừng ấy. Chỉ một cái tác động nhỏ của con người thôi, sự vô tình của mình hút một điếu thuốc thảy xuống đó mà không dụi. Hay hoặc là mình đốt một cái cây củi để mình nướng một cái con một cái thực phẩm gì để mình ăn đó mà mình có thể sơ ý là thiếu nước rồi đó, mình cứ dụi 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 mà không dập tắt nó ngay thì nó cũng sẽ gây ra sao, một cái cơn hỏa hoạn mà mình thấy như ở trên núi. Nếu mà không có ai mà tác động tới thì làm sao mà cháy được. Có khi nào nóng quá nóng nó tự bắt cháy không quên? Có khi nhiệt độ đó cũng như vậy nữa đó. Thì mình mới thấy cũng do con người thôi. Sự biến đổi về môi trường, sự khô hạn về thiếu nước. Đó thì đó cái nhiệt năng nó tăng thì nó làm cho những cái vật thể này nè nó sẽ chỉ có một cái sự va chạm nhỏ nó cũng là bốc cháy rồi. Cho nên mình thấy Hawaii tự nhiên cái đảo Hawaii vậy cái nó ùn lên nó cháy một đêm đó rồi rụi luôn của người ta, nhà cửa này nọ, đường xá cầu rồi những cái tham quan cảnh đẹp đồ này nọ nó hoang tàn hết. Nói cái đảo đó là giàu đó xung quanh. Đó, cái đó là giàu nhất nước Mỹ mà. Thì mình mới thấy được đó gọi là gì, là thiên tai. Mà thiên tai đó là do đâu, là do cái hiện tượng nhà kính mà do cái nhiệt năng nó thay đổi trong cái sự sống của con người đó. Cho nên đó, Đức Thầy đã nói rõ lắm, ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Vậy thì bây giờ mình muốn được nó xảy qua những cái hiện tượng này, muốn được bớt đi những cái cơn thiên tai này thì phải làm sao? Có hai vị mới đến hỏi thầy, nói thầy ơi bây giờ thế chiến thứ ba mà nó xảy ra như vậy rồi đó thầy, mình có cái cách nào để mình tránh nó được không? Thì thưa quý đồng đạo, lật lại chuyện bên thầy, Đức Thầy nói rõ lắm quý vị. Đức Thầy nói muốn tránh cái thế chiến thứ ba rất là dễ chứ không có khó gì. Nhưng mà mấy ông có liệu làm được hay không? Mấy ông nói dạ thưa thầy, làm bằng cách nào? Thầy nói mấy ông phải làm giống như tôi vậy nè. Đó, phải sống như tôi vậy nè. Thì thưa quý đồng đạo, mình sống như một ông Phật rồi đó quý vị à. Rất là hiền lành, rất là từ bi, rất là nhân ái. Thì từ cái nhân lành này nè, để nó sẽ chuyển hóa được cái cảnh đau khổ của chúng sanh mà do mình đã tạo nhân ở lúc trước. Đó. Cho nên á, mình mới thấy được trong nhân quả. Cái thứ nhất đó, diệt chi tiền thế nhân kim sanh thọ giả trị, giả thị ha. Diệt chi lai thế quả thì kim sanh tác giả thị. Muốn biết được á, cái nhân của đời này thì phải nhìn về cái túc duyên mình làm phía trước. Mà muốn biết được á, cái quả ở cái kiếp sau thì mình hãy coi lại cái nhân mình làm ở đời này. Cho nên Đức Thầy nói có thể thay đổi được cái thế chiến thứ ba là bằng cách nào? Là bằng con người phải chuyển nghiệp, phải cố gắng tu tập. Cho nên á, ông ba ông dạy cho mình rõ lắm. Dạy làm lành niệm Phật Nam Mô. Thấy không? Làm lành niệm Phật Nam Mô đó là theo cái chân lý của Đức Phật. Để cố gắng người ta tu tập rồi nó sẽ chuyển hóa được cái nghiệp dữ, nó sẽ trở thành cái quả lành. Đó, cho nên ai cũng vậy thôi, đi theo cái chiều nhân quả là đều như vậy, nó không sai, đúng danh dách chứ nó không có chịch đi cái ly nào. Luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọc một ai. Đó, cho nên nó cũng chính do cái bàn tay con người, do cái sự tham lam ích kỷ mà hạ nguyên lòng dạ đổi dời, tức là mình đã thay đổi cái cách sống. Mà trong cái kinh Đại Tập Á Tâm, anh có nghiên cứu rồi mình mới thấy được cái ý nghĩ sâu xa và cái nguyên nhân nó từ ở do cái tâm thức của con người nó thay đổi. Cho nên là trong cái kinh Đại Tập á, nói là nếu sau này đó mà đến cái thời kỳ để chuyển qua một cái nguyên mới mà Đức Phật Di Lặc ngài xuống trần lập nên cái Long Hoa Đại Hội là cái cõi đời Thượng Quân Thánh Đức đó, thì nó sẽ trải qua là 2.500 năm. Đó. Mà 2.500 năm đó nó được chia ra làm 5 thời kỳ để tâm. Một á, là giải thoát kiên cố. Giải thoát kiên cố là kể từ khi mà Đức Phật tịch diệt cho tới 500 năm sau. Con người tin theo lời của Phật nói, với sự hướng dẫn của Đức Phật á, thì luôn lúc nào cũng giữ gìn y chánh pháp. Đó để người ta tu tập á, thì cái quả vị Phật của người ta đắc rất nhiều. Nhưng mà sau khi mà cái thời kỳ đó qua rồi, tới 500 năm thứ hai là thời kỳ mà thiền định kiên cố đó, thì những cái người mà có đức tính điềm đạm nè đó, hồi người ta có cái phẩm hạnh trang nghiêm,
Dạ, y theo cái pháp mà thiền định của Đức Phật đã chỉ dạy để người ta đắc được cái quả hữu lậu và vô lậu rất là nhiều, chứng quả A-la-hán. Đó, rồi trải qua cái thời kỳ 500 năm đó tới cái thời kỳ đa văn kiên cố, thì đa văn kiên cố đó là dưới sự hướng dẫn của chư tổ. Rồi sau đó đó người ta cố gắng, người ta coi vào trong những cái lời pháp bảo của Đức Phật dạy, y theo 12 cái bộ kinh mà Đức Phật đã truyền thừa, thì người ta tu đó, người ta đắc quả thinh văn duyên giác rất là nhiều. Đó là thời kỳ thứ ba. Đến thời kỳ tháp tự kiên cố thì cái lúc này đó, con người ta lòng dạ thay đổi, giới luật của nhà Phật bắt đầu đó đã bị hạn định. Đó, những cái vị mà tăng chúng con của nhà Phật đó là bắt đầu họ không có còn là y theo kinh điển của nhà Phật nữa, mà đó là một cái sự đổi giờ, chạy theo cái lục dục thất tình, chạy theo cái sự mưu cầu cho cái sự sống về cái hình tướng á đại vàng. Thì cái lúc đó đó là người ta chỉ là sao, cất chùa, phải không, rồi tạo riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật á, tạo lên cái tông phái này, tạo nên cái tông phái kia, mà làm sao đạo đức nó bắt đầu nó suy di. Thì có chăng đó, những cái người mà họ đã tạo ra những cái việc phước nhỏ nhỏ gì đó đệ tâm thì chỉ hưởng được cái quả nhân thiên thôi. Đó. Rồi sau cái thời kỳ mà tháp tự kiên cố đó thì đệ tâm biết là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Mà thời kỳ đấu tranh kiên cố đó Đức Phật nói á, là tất cả tín chúng trong cái tín đồ nhà Phật đó họ đều có những cái sự kỳ thị rất là khắc nghiệt. Sự đấu tranh về tư tưởng, những cái cuộc nội tại mà họ tìm mưu tính kế để họ thôn tính lẫn nhau. Thì mình mới thấy bây giờ đó là nó thay đổi rất là nhiều luôn, thấy không? Đó. Ngoài đó thì tà sư ngoại giáo, lời tà sư ngoại đạo đem vào cho nhân sinh trong dạ núng nao. Đó. Thì bây giờ mình mới thấy rõ, à thì ra đó cái chân lý của nhà Phật, những cái gì mà chân truyền vô vi từ trước tới giờ đó thì người ta giữ rất là ít. Cái người mà tu chân chính mà theo chân lý của Đức Thầy bây giờ đó đếm trên đầu ngón tay. Mà thay vào đó là người ta chú trọng về hình thức, rồi người ta làm ra những cái điều linh thính. Đó, nào là thầy bùa, thầy chú, nào là lên điển, nào xuống đồng, ôi thôi đủ thứ chuyện. Mà Đức Thầy cũng đã ra đời, Ngài nói rất là rõ rồi. Ngài cho biết là thiện đến, tính đến đây chớ ngã lòng, Phật trời chẳng dụng dụng chân không. Cậu cô chú bác đừng coi bói, theo lối dị đoan mất bạc đồng. Bạc đồng chẳng dụng dụng chân không, quyết chí nâng niu giống lạc hồng, tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Nhưng mà bây giờ đó có ai mà giữ dạ sắc đinh theo tông tổ của mình thời trước không? Ít lắm, cho nên mình mới thấy nè, nổi ở trong 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 những cái người mà Đức Thầy nói cũng bung sao lại khuấy bung ha, cũng bung sao lại phái trung bung ở trong Phật giáo lại còn chê khen với nhau. Đó, lúc này tâm trí rối ben, tiếng quyển tiếng kèn mà thương xót bá gia thì để thấy đó. Hãy lên mạng rồi đó thì bên đây đã kích bên này thì đã kích bên nọ, mà mình không có chịu coi lại chính mình để mình tu tập. Cái phép mà Đức Phật đã đưa ra đó là để cho mọi người được tu thân sử kỹ. Mà trong khi đó thầy nói ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Hay hoặc là chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình, ai thương ai ghét mặt tình phận mình cứ giữ tâm mình cho gay. Ngay. Nhưng mà bây giờ đó thì lại là tranh đấu hơn thua, chém giết thù hằn oán giận. À, mà thầy nói viết đến đây động lòng rào rạc, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần, con giết chúa, con cha, con giết chúa cha, tôi giết chúa, con đành sát phụ lúc nguy cơ, thớ mong hại chủ, trò giết thầy, tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, tình huynh đệ cùng nhau sâu xé. Thì bây giờ tâm đọc bên trên mạng mình mới thấy được những cái vụ việc mà nó kêu bằng mình không thể ngờ luôn. À, đó thì cái xã hội bây giờ sao, đạo đức bây giờ nó như thế nào, lương thường đạo lý nó còn nữa hay không. Đó, rồi anh em trong nhà Phật ấy, thì mình học với nhau về đạo đức thánh hiền đó, mình không có khuyến tấn nhau trên cái thanh thần lục hòa của Phật giáo nữa đâu đại tâm, mà thay vào đó là cái những cái sự tị hiềm nó rất là khắc nghiệt luôn. Người này hay thì nói xấu người kia thì cứ móc môi người nọ của ai ha. Mà thầy nói là ta kể sơ ít điều vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Mà xét kỹ đó là gì? Tiên sử kỹ, hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là đáng bực công bình, nẻo chánh trực chứ là quân tử. Nhưng mà thời kỳ này thì nó như vậy đó đệ, nó trộn rộn, nó xô bồn, xô bổn. Mà ông ba nói Phật sanh Phật, ma lại sanh ma. Hạ nguyên tận thế mà Phật ma nó lộn cuồng hết trơn. Nó đủ thứ cái chuyện đó. Thì đó là cái thời kỳ thứ năm, là thời kỳ đấu tranh kiên cố mà mình đang phải sống trong một cái hệ lụy rất là đau thương. Phải không? Rất là đau lòng, rất là chua xót luôn. Đó, lòng thầy chua xót, ruột thầy đau. Thầy thấy rồi mà thầy còn phải rưng rưng nước mắt nữa kia mà.
Cho nên đó là giai đoạn mà Đức Phật đã nói trong cái kinh Đại Tập để mình biết được cái thời buổi bây giờ đó, con người đó đã thay đổi. Rồi cái thời buổi bây giờ đó mình mới thấy được có bao nhiêu cái cảnh thiên tai địa ách mà nó xảy ra đều do cái bàn tay của nhân loại, đều do cái cách sống của chính mình. Cho nên bây giờ đó thì Đức Thầy xuống đây đó, Ngài mới tuyển chọn để đó, các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh. Rồi đó Thầy mới xuống đây nè, Thầy truyền hiệp sức trớ, Thầy truyền diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo ma ha. Hay là các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là Đức Hạnh Hiền Từ. Hay hoặc là Đức Thầy nói trong quyển tư là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành, dắt lại Phật đường. Cho nên đó mới có cái câu mà 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thấy mình. Phải không? Là sao vậy? Là cái luật mà đào thải sàng sải lọc lừa đó, mà Thầy nói kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Cho nên bây giờ đó quý vị ơi, chúng ta mà muốn á, có thể là cái cuộc sống sau này, tương lai ngày mai của chúng ta tươi sáng hơn, mà chúng ta được sống bình an mà không có sợ những cái hiện tượng nó xảy ra ở bên đây rồi ở bên kia, nào là lửa cháy trên núi, nào là cái chiến tranh ở Âu Á, á nào là bên... bên Đài Loan, rồi bên Trung Quốc bây giờ, bên Hawaii rồi đó, phải bị những cái trận ngập lũ kinh hoàng. Đó, đứng trước những cái nạn tai đó mà con người được sống bình an đó quý vị, không gì hơn là chúng ta phải cố gắng nhớ lời Đức Thầy dạy đó, chúng ta tu tập quý vị à. Chỉ có cái tu tập đó chúng ta mới chuyển hóa được nội tâm, và đứng trước những cái cảnh đó mà tâm của chúng ta không hề sao động như là nhờ cái pháp thiền định kiên cố. Mà Đức Thầy nó cầu tu cho đạt ngũ hương, quy gom trí huệ mấy ma dương hải hùng. Hay hoặc là Đức Thầy nói biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự mới nhà nhà bình an quý vị. Vậy thì chúng ta mới niệm Phật, nhờ cái sức di diệu của Đức Phật trong cái thời buổi hạ nguân mạt pháp này đó, chúng ta mới có thể là nương vào Phật lực, và Phật lực sẽ hóa giải cho chúng ta hết được những cái tai biến xảy ra trong cái kiếp đời hiện tại mà chúng ta đang sống. Cho nên Thầy nói tu cầu trong họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật mấy tai ương chẳng còn ha. Hay hoặc là lòng áo chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Đó, thì chính cái pháp tu mà hôm nay đó chúng ta có, nào là ăn chay, niệm Phật, làm lành, giữ giới, cúng lại, thì chính cái năm pháp này nó sẽ trợ trưởng cho cái pháp môn niệm Phật, là pháp môn tịnh độ mà Đức Phật đã ra sắc lệnh trong cái thời kỳ hạ nguân mạt pháp này, là cái con đường tu tắc. Đó là một cái diệu năng của chư Phật đó, mà trong cái lời đại nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà đó đệ, thì khi mà ngài đã nguyện thứ 17 là khi ngài mà đã thành Phật rồi đó, thì tất cả thập phương chư Phật đều khởi niệm danh hiệu của ngài đó. Mà nếu không được như vậy thì ngài thề không ở ngôi chánh giác. Cho nên hôm nay mình niệm Phật một cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình đã niệm được cái danh hiệu của 10 phương chư Phật rồi. Cho nên trong cái bài mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức là không phải mình niệm một vị Phật đâu tâm, mà lúc đó mình niệm đó tới là 36 vạn ức 11 vạn 9.500 cõi cực lạc ở bên thế giới Tây Phương á, về bên đây để độ cho một cái thế giới Ta Bà. Mà để biết đó cái diệu năng của một cái vị mà Đức Phật mà đã tu tập đã thành quả rồi đó, thì người ta dư sức để có thể là xuống trần này để giáo hóa chúng sanh đó, để hướng dẫn tất cả mọi người kiến tạo lại một cái cảnh ác trược thành cõi tịnh độ an lành. Để cho nên mình mới thấy được cái diệu năng của Phật lực đó, mà Đức Thầy nói Nam Mô Mô Phật Từ Bi ha, hay hoặc là Thầy nói Nam Mô sáu chữ Di Đà Từ Bi Tế Độ vậy mà chúng sanh đó, thì cái hiệu năng của nó rất là lớn. Cho nên Đức Thầy mới nói là mấy ông muốn chuyển hóa được cái cảnh khổ này đó, để thoát khỏi cái cảnh đệ tam thế chiến thì phải làm sao? Chỉ có cách là mấy ông làm giống tôi. Làm giống tôi là mình làm theo hạnh Phật ở đệ tâm, là phải có từ bi hỷ xả. Thì chính cái từ bi hỷ xả đó Phật mới mang phép lành đó. Cho nên bây giờ đó thì tất cả chư quý đồng đạo chúng ta đó, hãy cố gắng lên ha, nghe theo lời Phật thì thân vẹn toàn. Bây giờ chúng ta phải chữa đi những cái mà do cái con người đó, do những cái người mà tham lam bạo ác đó, mà họ không có còn tin tưởng Phật trời nữa, mà họ gây ra bao nhiêu cái nhân xấu để cuối cùng đó bị hệ lụy. Mà giống như bây giờ đó chúng ta đang phải đối đầu với bao nhiêu cái phiền lụy khổ đau đó. Thầy nói sau này là phiên binh bốn phía tứ di mà, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha mà. Hay hoặc là
thầy nói nhiều cái tai nạn lắm ha, như là nước lửa đến chân ôi khó nhảy nè đó, rồi nào là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ nè, lo nổi đói đau giống lạc hồng nè đó, rồi nào là cái cảnh đói đó, đó nào là cái giặc đói mà ông ba ông nói nhiều lắm, thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô thay không lấp mà lại phơi khô, nước không nước mà uống Nam Mô đảo nào đó. Mình mới thấy đó là những cái hiện tượng nó sẽ xảy đến, mà nếu mình có nghiên cứu khoa học thì mình mới thấy từ từ những cái hệ lụy mà sau những cái cơn hạn hán này do thiếu nước trầm trọng đó đệ, thì nó sẽ gây ra cái tác hại rất là thảm khốc đó. Hai nữa đó, nếu mà thế giới này không nghe theo lời Phật để cố gắng chuyển hóa bằng những cái hình thức tạo ra cái nhân thiện, thì tôi nói thế chiến thứ ba nó sẽ đấu đá với nhau rất là khủng khiếp, âu á lung tung những máu đào. Cho nên Đức Thầy đưa ra cái chuẩn mực rồi, đại tâm đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, thì giác thuyền chuyên chở lúc căng qua, càng qua dân chúng cho buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, thì hoàn cầu đến đó ấm cùng đó. À, cho nên qua đây thì thưa quý đồng đạo, hôm nay thì quý vị đệ tâm với lại đệ vàng cũng đến, để rồi mấy em cũng làm cái nhiệm vụ là trong cái công tác truyền thông, tạo nên cái những cái kênh YouTube để ghi lại những cái lời mà Đức Phật đã chỉ dạy, nhằm tạo công bồi đức trong cái cuộc sống hôm nay, để bắt cái nhịp cầu nhân duyên cho tất cả cô bác anh chị em ở xa gần đó, chúng ta đều có được một cái sự đồng cảm khi hướng về chân lý của Đức Phật, để chúng ta vui trong cái vui đại đồng mà Đức Phật nói sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần duyên để đánh cõi trần mê để giải nghiệp duyên. Hay hoặc là trong cái tinh thần đạo đức là chúng ta thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt nhau vào con đường đạo đức đó. Thì hôm nay đó chúng tôi mới có cái dịp, mới được gần gũi tâm tình với tất cả chư quý đồng đạo bằng cái sự học biết của mình từ trong kinh điển nhà Phật, từ trong những cái mà cập nhật thông tin ở trên báo đài đó, rồi nghiên cứu khoa học để chúng ta thấy được những cái lời Phật học mà nói đó, để cô bác anh chị em chúng ta sẽ không có những cái mà nó bất đồng về cái chánh kiến quý vị. Có đôi khi người ta nói sao mấy ông đạo Phật giáo Hòa Hảo lên nói chuyện thiên cơ không à? À mà điều đó đó khi mình nghe thì mình cũng thấy là nó hơi xót xa trong dạ, chảnh cảm với nỗi niềm. Chứ thực chất ra đó, cái thiên cơ và thiên tai đó nó giống nhau. Thiên cơ là mái trời, cái sự vận hành của vũ trụ. Thiên tai là cái sự nội nhận của thiên nhiên. Một khi mà tất cả hai cái điều này, con người mà tạo ra cái nhân xấu thì chúng ta đều hưởng theo cái nhân quả đó là cái quả xấu. Cũng chính cái bàn tay của chúng ta mà tạo nên những cái cảnh khổ mà như từ nãy giờ mình phân tích á. Chỉ cần là đắp những cái con đập đó quá nhiều, ngăn chặn cái dòng thượng lưu chảy xuống những cái dòng hạ lưu ở dưới này, thì những cái người dân ở các nước bạn á, xung quanh của chúng ta dưới cái dòng hạ lưu phải chịu cái cảnh khổ đó. Cho nên bây giờ mình hãy mở lượng từ tâm bằng cách là chúng ta cùng vui sống trong cái tình hữu nghị anh em. Thì bây giờ mình đắp một hai đập nào đó thôi, vừa với cái năng lượng nhiệt điện mà dân chúng của mình xài thôi, đừng quá dư mà mình lãng phí cái đó. Cho nên bây giờ đó chỉ cần mà mình đắp một đập thôi, còn cái này mình đắp tới 11 đập nhằm gì? Thông tính các nước phải hệ lụy, phải phụ thuộc vào mình. Thì chính cái đó là bàn tay con người tạo ra những cái tội ác. Thì chính cái nhân ác đó sẽ gây nên những cái thảm trạng sau này. Đó. Vậy gọi là gây nhân gặp quả đó. Gieo nhân thì gặp quả, gieo gió thì gặp bão. Ông bà nói câu đó không sai bao giờ. Cho nên đây là cái lời mà mình tâm tình để mình nói với nhau á, nó cạn lời. Thì cũng chính mình bây giờ đó trên núi á, là những cái cảnh thanh tịnh á, mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta biết là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chúng non sanh. Thì nên đó là non sanh Phật cảnh, nhưng mà bây giờ đó người ta lên đó người ta ở quá nhiều, phải không? Ta cư trú quá nhiều thì cái môi trường thiên nhiên ở đó nó lại biến đổi. Đó, nó không còn thanh tịnh, nó không còn trong sạch như xưa nữa. Rồi khi con người mà lên đó rồi đó để biết mà họ khai thác để họ có những cái miếng đất mà trồng đó thì nào là cái gì? Nào là cái dòng suối á, thì họ cũng bích đi, hay phải sửa đổi, hay hoặc là ngăn sâm đắp núi đầu này nọ, thì nó làm cho cái môi trường thiên nhiên nó biến đổi, nó khác hơn xưa rất là nhiều. Thì thưa quý vị, chúng tôi chỉ tâm tình chứ không phải là luận về thiên cơ mà nó hù dọa cô bác anh chị em, để rồi cô bác anh chị em phải hoảng sợ hay hoặc là hoang mang, mà chúng tôi kết hợp giữa một cái khoa học và Phật học
giữa một cái thiên cơ, giữa một cái thiên tai tự nhiên, những cái điều kiện xảy ra như hiện tượng cháy núi hay hoặc là hiện tượng cháy ở bên đảo Hawaii, hay hoặc là những cái hiện tượng mà thiếu nước trầm trọng do biến đổi dòng sông, hay hoặc là những cái cảnh chiến tranh thảm khốc đó đệ, hay hoặc là những cái mà chúng ta lạm dụng về quá nhiều về khoáng sản, làm thay đổi môi trường, hiện tượng nhà kính nó làm cho môi trường thiên nhiên nhiệt năng của trái đất này phải tăng lên, rồi nào là băng ở Bắc Cực, băng ở Nam Cực nó đã chảy ra tạo nên nào là triều cường bên đó, thì hệ lụy nào là khí mê tan á, nó phải là xâm chiếm vào trong cái bầu khí quyển của mình để nó thay đổi đi cái nhiệt năng mà con người ta đó là phải làm sao để cố gắng tương tác với nó. Cho nên chính vì những cái yếu tố đó mà cái sự sống của con người nó cũng thay đổi. Ông ba nói ngày xưa 60 bạc đầu, ngày nay 30 tóc râu bạc nhiều, hay là đời hạ nguân hay chết tuổi xanh, thì đó chính là những cái hệ lụy. Thấy không? Cái phước của con người á, nó giảm thì cái tuổi thọ của con người nó giảm, và cái xã hội mà thanh bình tuyệt hảo như ngày xưa nó cũng sẽ trở thành là một nơi đấu tranh đó, hơn thua chém giết. Nó tạo ra một cái cảnh mà tang thương rất là nhiều, cảnh thảm khổ chiều mai đã đến, sẽ đến, sao vẫn còn thiếu mến thần mê. Cho nên là bây giờ đó thì mình cố gắng ha, sau khi mà chúng tôi trao đổi cái đề này cũng giống như là chúng tôi tâm tình với cô bác anh chị em theo cái sự hiểu biết của mình. Nếu có điều chi sơ sức thì ngưỡng mong rằng tất cả cô bác anh chị em mình niệm tình quan hỷ nha. Rồi có cái điều gì mà nó chưa có thỏa ý, cô bác anh chị em cứ comment trong cái dòng bình luận để chúng tôi có thể là thu thập những cái điều mà cô bác anh chị em đóng góp đó, để chúng tôi cầu tiến học thêm những cái điều hay đó, tăng thêm những cái mà kiến thức của mình, để có dịp chúng tôi lại lên rồi tâm tình tất cả với chứng với đồng đạo, để chúng ta sống trong cái tinh thần Phật đạo, cùng tu cùng tiến đó, rồi chúng ta tạo ra cái nhân lành nơi thế gian này. Những cái cảnh đau khổ chiến tranh đói khát bệnh dịch nó đi qua, chúng ta lại sống nhau trong cái tình thương anh em đùm bọc chia sẻ đó, rồi lại cùng vui sống để cái ý nghĩa cuộc sống này nó lại nhân lên, giá trị nhân văn lại sâu sắc thêm, và tình người nó càng thêm đậm đà hơn nữa, thì đó chính là cái cõi Phật cõi tiên mà Đức Thầy vẫn thường ao ước. Ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dần dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.